Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy nhớ để lại một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Nếu những ai đã từng theo dõi qua câu chuyện Tây Du Ký và Phong Thần Bảng thì đều sẽ nhận ra một điều. Giữa nhân vật Viên Hồng và Tô Ngộ Không có rất nhiều những đặc điểm tương đồng. Đó là cùng có 72 phép biến hóa, cùng là giống khỉ, binh khí đều là một cây gậy và đều có cùng tao ngộ với Dương Tiễn. Chưa hết, Viên Hồng còn từng kết nghĩa với 6 người huynh đệ ở Mai Sơn, xưng hào là Mai Sơn Thất Thánh. Còn Tô Ngộ Không cũng từng cùng với Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương và Gia Ma Vương kết bái thành 7 người huynh đệ, xưng là Hoa Quả Sơn Thất Đại Thánh. Vậy Viên Hồng trong Vong Thần diễn nghĩa có phải là kiếp trước của Tô Ngộ Không hay không? Những độc giả đã từng xem qua tác phẩm Tây Du Ký thì đều biết Tô Ngộ Không vốn là một con thạch hầu không rõ lai lịch. Điều này khiến cho rất nhiều độc giả đều đang tự hỏi về thân thế thực sự của Mỹ Hầu Vương. Có những ý kiến thì cho rằng Tô Ngộ Không sinh ra từ ngũ thải thần thạch, cũng chính là hài tử của nữ oa nương nương. Lại có luồng ý kiến nói rằng Tô Ngộ Không chính là một thần tiên mà chính do Thái Thượng Lão Quân sáng tạo ra. Cần nhớ kỹ, trong chính truyện Tô Ngộ Không là một con thạch khỉ sinh ra từ trong một viên đá. Hắn không cha không mẹ, lấy thiên địa làm phù mẫu. Về sau, trải qua Tây Thiên Thỉnh Kinh đã tu thành chính quả, trở thành đấu chiến thắng Phật. Và bên cạnh đó, đã có thêm một luồng ý kiến cho rằng Tô Ngộ Không kiếp trước có thể chính là Viên Hồng trong Mai Sơn Thất Quái. Đồng thời kiếp trước của hắn chính là đã bị Nhị Lang Thần giết chết. Viên Hồng cũng là một cường giả trong Phong Thần diễn nghĩa. Hắn vốn ở núi sâu tu luyện. Về sau Đát Kỷ đã mời hắn xuất sơn, trợ giúp trụ vương, đối phó với Khương Tử Nha. Mà ở trong cuộc Phong Thần đại chiến, hắn đã bị Nhị Lang Thần giết chết. Trong chính truyện đã có nói, Viên Hồng chính là một con thạch khỉ, đồng thời tinh thông thất thập nhị biến, cùng cân đầu vân, cũng đồng thời sử dụng một cây gậy sắt. Xem qua những đặc điểm của Viên Hồng, cùng với Tô Ngộ Không, cơ hồ là giống nhau như đúc. Cho nên rất nhiều độc giả liền đã phải khẳng định rằng, Viên Hồng có lẽ chính là kiếp trước của Mỹ Hầu Vương Tô Ngộ Không, và tác phẩm Phong Thần diễn nghĩa cũng có thể xem là Tây Du Ký tiền truyện. Trên đường Vũ Vương phạt trụ, những môn hạ đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ đều không phải là đối thủ của Viên Hồng. Về sau, Nhị Lang Thần Dương Tiễn đã phải dùng tới Sơn Hà xã Tắc Đồ của nữ oa nương nương mới có thể bắt được Viên Hồng. Nhưng cũng có một loại thuyết pháp cho rằng Viên Hồng cũng chỉ là bị phong ấn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Về sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đem Sơn Hà xã Tắc Đồ ném xuống Biển Đông và nó liền biến thành một tòa tiên sơn, tên gọi là Hoa Quả Sơn. Mà Viên Hồng đã liền biến thành một khối tiên thạch, trải qua 500 năm về sau, khối tiên thạch này đã dựng dục ra một con thạch hầu, tên gọi là Tô Ngộ Không. Cần phải nhớ kỹ, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đã từng nói, Viên Hầu cùng với Nhị Lang Thần rất là hữu duyên, 500 năm sau lại sẽ cùng với Viên Hồng chuyển thế, đại chiến một lần. Cho nên về sau, khi Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, Quan Âm Bồ Tát đã phải mời đến Nhị Lang Thần đi đối phó với Tô Ngộ Không. Kết quả là đã có thể hàng phục được Tề Thiên Đại Thánh. Mà trong tác phẩm Phong Thần diễn nghĩa, Viên Hồng quả thật đã bị Nhị Lang Thần giết chết. Hơn nữa, lại còn là một người khá nổi danh ở trên Phong Thần bảng. Nói cách khác, thời điểm khi mà Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, có khả năng Mỹ Hầu Vương cũng đã gặp phải Viên Hồng bên trên Phong Thần bảng. Cho nên, cẩn thận phân tích lại một chút qua những nội dung của Phong Thần diễn nghĩa, đồng thời kết hợp với những nội dung ở trong Tây Du Ký, thì hoàn toàn có thể khẳng định một điều. Mai Sơn trong thất quái Viên Hồng chắc chắn không phải là kiếp trước của Tô Ngộ Không. Đồng thời Tô Ngộ Không so với Viên Hồng còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ở trong chính truyện, Viên Hồng là thần tiên xuất hiện sau khi khai thiên tích địa, đồng thời thực lực cũng tương đương với Nhị Lang Thần. Nói một cách khác, thì Viên Hồng cũng không phải là thần tiên bất tử bất diệt. Đồng thời cũng sau Phong Thần đại chiến, đã bị Khương Tử Nha phong làm tứ phế tinh, cho nên Viên Hồng không thể nào là kiếp trước của Tô Ngộ Không. Trong tác phẩm Tây Du Ký, lần đầu khi đề cập đến thân thế của Mỹ Hầu Vương, đã viết rằng Tô Ngộ Không là từ trong một khối đá mà sinh ra. Đồng thời khối tiên thạch này là ngay sau khi bản cổ khai thiên tích địa liền đã tồn tại. Nói cách khác, nguyên thần của Tô Ngộ Không là sinh ra từ hỗn độn vũ trụ, cho nên Tô Ngộ Không cũng là một tiền thiên thánh nhân bất tử bất diệt. Đồng thời trong hồi thứ 7 của Tây Du Ký đã nói, Tô Ngộ Không cũng là một thần tiên cấp bậc hỗn nguyên đại la kim tiên.
Nên nhớ, trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Hồng Quân Lão Tổ cũng đã từng nói, Thông Thiên Giáo Chủ cũng là đẳng cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chạm tam thì mà thành thánh, tiền thiên thánh nhân. Cho nên cấp bậc của Tôn Ngộ Không cũng coi như là gần tương đương với Thông Thiên Giáo Chủ. Bởi như vậy, đẳng cấp của Tôn Ngộ Không chắc chắn là tuyệt đối cao hơn Viên Hồng. Bởi vậy mới nói, Tôn Ngộ Không chắc chắn không thể nào là Viên Hồng chuyển thế. Chưa hết, trong Phong Thần Diễn Nghĩa đã có đoạn viết, Viên Hồng cũng đã bị giết chết. Sau khi bị Nhị Lang Thần dùng sơn hà xã tắc đồ của nữ hoa nương nương bắt hắn lại về sau, thì đã bị Trảm Tiên Phi Đao của Lục Áp Đạo Quân giết chết. Về sau tại Phong Thần Đài đã được phong làm Tứ Phế Tinh. Lại nói đến thời điểm mà Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế đã từng phái ra vô số thần tiên đi theo đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Trong đó khả năng cao cũng là có cả Tứ Phế Tinh quân Viên Hồng. Cho nên giữa bọn hắn cũng không thể nào có liên hệ. Đồng thời, địa vị cùng với cấp bậc của Tôn Ngộ Không đều là hơn hẳn Viên Hồng. Chưa hết, Viên Hồng trong Phong Thần Diễn Nghĩa đã được miêu tả rõ ràng là bản thể là vượn trắng, thông tí viên hầu đắc đạo, thần cao tám thước có thừa, tướng mạo ảnh vĩ, có đến cả ngàn năm đạo hạnh, tình thông bát cửu huyền công, cùng nhiều loại yêu thuật khác, thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, tay cầm một đầu thiết côn, trời sinh tính tàn nhẫn, yêu thích lạm sát kẻ vô tội. Dưới trướng có 6 tên yêu vương, 7 người huynh đệ kết nghĩa, xưng hào là Mai Sơn Thất Thánh. Càng thêm có đại tướng Chi Tài được phong làm tướng quân, hiệp trợ Ô Văn Hóa nhiều lần đại bại Chu Quân. Qua đó đã nói rõ ràng rằng Viên Hồng chính là Thông Tí Viên Hầu, là một trong tứ hầu hỗn thế. Thần thông của Viên Hồng so cùng với Dương Tiễn cũng chẳng hề kém cạnh. Hai người đấu pháp 72 biến, dùng bất cứ một thủ đoạn nào cũng đều là tương đương. Trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa hồi thứ 92 đã có đoạn, Nữ Oa đã nói rằng nó chính là một con khỉ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, thuận khí càn khôn, thần thông quảng đại. Người tuy là học trò của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thông thạo được biến hóa, song cũng không thể nào trừ được nó. Dầu cho là những vị tiên trưởng ở trên thượng giới mà không biết cách, thì cũng không thể nào giết được nó. Mặc dù Viên Hồng giống như Tôn Ngộ Không cũng đều có 72 phép biến hóa, nhưng giữa hai con hầu tử vẫn còn có rất nhiều chỗ khác biệt. Ở trong Tây Du Ký, khi phân biệt thật giả giữa Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu, Như Lai Phật Tổ đã từng thuyết pháp, bên trong chu thiên có ngũ tiên, đó chính là thiên tiên, địa tiên, thần tiên, nhân tiên, quỷ tiên. Còn có năm loài trùng, đó chính là lão, vảy, lông, chim và côn. Song con yêu này lại không phải thuộc về năm bậc tiên, cũng chẳng thuộc về năm loại trùng. Cho nên, gọi chúng là tứ hầu hỗn thế. Bởi bốn con khỉ ấy không nhập vào 10 loài, nên mới gọi chúng là hỗn thế. Đầu tiên chính là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tình hoán đầu. Thứ hai là Xích Kha Mã Hầu, hiểu âm dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tị tử diên sinh. Thứ ba là Thông Tí Viên Hầu, nã nhật nguyệt, xúc thiên sơn, biện hữu cữu, càn khôn ma lộng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, năng sát lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký chính là Linh Minh Thạch Hầu, mà trong Phong Thần Diễn Nghĩa cũng đã nói qua, Viên Hồng chính là Thông Tí Viên Hầu. Tôn Ngộ Không cùng với Viên Hồng, theo thứ tự, vốn là hai loại khỉ khác nhau, đều nằm trong Tứ Đại Thần Hầu, nên tuyệt đối Viên Hồng không thể là tiền thân của Tôn Ngộ Không. Lại nói đến vẻ ngoài đã được miêu tả giữa Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Dương Tiễn đã nói về ngoại hình của Viên Hồng rằng con quái này chính là Mai Sơn Bạch Viên Đắc Đạo, nhất là tình tình, tứ chi rất dài. Mà trong Tây Du Ký thì lại miêu tả Tôn Ngộ Không một cách hoàn toàn khác. Tóc vàng kim cô, kim tinh hỏa nhãn, mặt lồng lôi công trụy, má sóc thổ tình, trà tài chán sọ, răng nanh lồi ra phía ngoài. Có thể thấy ngoại hình của hai con hầu tử đã hoàn toàn không hề tương đồng. Lại nói đến bình khí đắc ý, Viên Hồng cũng là kẻ dùng côn, nhưng thứ mà hắn sử dụng chính là một cái côn thép. Còn cái mà Tôn Ngộ Không sử dụng chính là Định Hải Thần Châm Kim Cô Bổng, mà năm xưa Đại Vũ đã dùng để trị thủy, đẳng cấp hoàn toàn vượt xa thiết côn của Viên Hồng. Về sau Khương Tử Nha phong thần, Viên Hồng lại được phong làm Tứ Phế Tinh, mà trong tác phẩm Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đạo giáo xưng hào là Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Ất Kim Tiên Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Còn Phật hiệu về sau lại chính là Đấu Chiến Thắng Phật. Viên Hồng Tứ Phế Tình so cùng với đạo hiệu
hay là Phật hiệu của Tôn Ngộ Không đều là kém rất xa. Mặt khác, ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa đã viết rất rõ ràng, Viên Hồng chính là Bạch Viên Đắc Đạo, vốn tự thần đã có thất thập nhị biến. Nếu như chuyển thế thành Thạch Hầu về sau, thì tất nhiên khi Tôn Ngộ Không sinh ra đã phải mang sẵn trong mình 72 phép biến hóa. Tuy nhiên, mọi thần thông của Mỹ Hầu Vương về sau đều là học được từ chỗ của Bồ Đề Tổ Sư, nên hoàn toàn không thể nói Tôn Ngộ Không là chuyển thế của Viên Hồng. Các bạn vừa theo dõi video Viên Hồng có phải là kiếp trước của Tôn Ngộ Không hay không, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video về thần thoại hay những câu chuyện tà thuyết về Tây Du Ký thì hãy truy cập vào kênh của mình để tiếp tục theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.